ngàn tấm ảnh được chụp liên tục mỗi ngày trong suốt 6 năm, ghi lại hành trình lớn lên và trưởng thành của bé Mây, con gái đầu lòng của anh Phan Đại, 38 tuổi, cũng là tác giả bộ ảnh độc đáo kỳ công này. Bộ ảnh không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc khi lần đầu được làm cha của anh Đại, đây còn là món quà ý nghĩa quý báu để con gái làm hành trang bước vào lớp 1. Từ lúc bé sinh ra đến bây giờ thì bé cũng đã gần 6 tuổi. Thì hầu như là mỗi ngày Đại chụp và Đại nghĩ là khoảng chừng hơn 20 tấm. Một tháng chúng ta có 30 ngày thì Đại chụp và Đại nghĩ là một ngày hơn 20 tấm. Thì trung bình hiện giờ với gần 6 tuổi thì Đại nghĩ cũng tầm khoảng chừng gần 2.000 tấm ảnh. Việc chụp ảnh tại nhà ngày một đơn giản, nhưng để duy trì mỗi ngày chụp ít nhất một tấm hình cho đến khi con lớn thì không phải phụ huynh nào cũng làm được. Động lực để ông bố trẻ làm việc này chính từ tuổi thơ có nhiều khốn khó của bản thân. Ngay cả khi dịp sinh nhật hay lễ Tết, rất khó để anh có được một tấm ảnh kỷ niệm. Việc nhớ lại khuôn mặt hồi bé của bản thân lúc nhỏ là một ao ước khi anh trưởng thành. Bởi vậy, tác giả mong muốn dành bộ ảnh làm món quà quý giá để dành tặng con gái. Khi mà chụp xong thì mỗi tháng mình sẽ lọc lại, mình sẽ chọn những tấm nào đẹp, những tấm nào có nhiều kỷ niệm, những tấm nào bé cảm thấy mình cảm thấy bé dí dỏm thì mình sẽ lưu lại. Khi bé còn nhỏ, anh chỉ chụp con gái trong nôi, đến khi bé biết đi hoặc đứng thì anh cho bé đứng gần bức tường màu trắng để cho bé được an toàn, cũng như có một background đơn giản để tập trung chụp cận khuôn mặt bé. Trong suốt 6 năm qua, trừ trường hợp bất khả kháng như dịp bé về quê hay những ngày anh phải đi công tác thì buộc phải bỏ lỡ, không thể chụp cho bé. Tuy nhiên, số ngày không chụp cho bé cũng rất ít, có thể chưa đến 5 ngày mỗi tháng. Rất là khó tả khi mà nhìn lại những cái khoảng thời gian 6 năm vừa qua. Tôi nghĩ là cái thời gian trôi rất nhanh, nhưng mà nhờ có những cái tấm ảnh lưu lại mà chúng ta sẽ, khi mình nhìn tấm ảnh lại, có thể nghĩ lại từng cái kỷ niệm, từng cái khoảnh khắc hay là từng cái giai đoạn mà Đại chụp bé. Nhân vật chính trong bộ ảnh là bé Cát Anh, biệt danh là bé Mây. Mây vừa tròn 6 tuổi vào tháng 6 vừa qua. Mây vô cùng thích thú mỗi khi được ba cho xem lại những tấm hình ngày nhỏ. Cô bé cũng ngày tự tin và tạo dáng chuyên nghiệp hơn khi làm mẫu nhí độc quyền trong nhà. Ba đã chụp hình cho con rất là thích, bởi vì là sau này con lớn lên, con nhìn hình được, con rất là vui. Đại nghĩ nếu mà mọi người có điều kiện cũng như là có một cái tình yêu đủ lớn với con thì đại nghĩ là ai cũng có thể làm cái cách này, có thể là lưu lại những khoảnh khắc đó. Mặc dù số lượng bộ ảnh lên đến gần 2.000 tấm và con gái cũng đã 6 tuổi, nhưng anh Đại khẳng định chưa nghĩ đến ngày sẽ ngừng công việc này, bởi vì hành trình đồng hành cùng con lớn lên mỗi ngày không chỉ là nghĩa vụ mà là niềm hạnh phúc của một người cha. Anh sẽ chụp bé cho đến khi nào còn bên cạnh bé.